Sáng ngày 13 tháng 12 nhằm ngày mùng 1 tháng 11 Quý Mão, Chư Tôn Đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã đến chùa Đạo Nguyên, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ để viếng tang Đại Đức Thích Viên Tu, Tân Viên Tịch. Đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam viếng tang có Hòa thượng Thích Đồng Nguyện, Phó trưởng Ban Trị sự, trưởng Ban Hoằng Pháp Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Viên Trừng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Trị sự, kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Tịnh Châu, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Giác Nhẫn, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam. Trước giác linh đường, Chư Tôn Đức dâng nén tâm hương, cầu nguyện giác linh Đại Đức Thích Viên Tu, cao đăng Phật quốc, phân ưu đến môn đồ pháp quyến, thế quyến của cố Đại Đức Tân Viên Tịch. Vào lúc 10 giờ cùng ngày, sau 3 hồi khám lệ, Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng tuyên pháp ngữ và phất trần, cùng Ban Kinh sư thực hiện nghi thức di quan. Trong tiếng niệm Phật và chuông trống bát nhã, môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát nhang, y bát và di ảnh cố Đại Đức Thích Viên Tu, phụng tống kim quang Đại Đức rời chùa Đạo Nguyên về trung tâm hỏa táng An Phước Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, làm lễ trà tì. Được biết trong 2 ngày diễn ra tang lễ, các phái đoàn gồm Công an tỉnh Quảng Nam, Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Giáo dục Phật giáo Quốc tế, Chư Tăng Ni Trường Trung cấp Phật học Quảng Nam, Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Thạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni các huyện thị, quý đạo hữu Phật tử đã đến viếng tang, nhất tâm cầu nguyện giác linh Đại Đức Tân Viên Tịch hội nhập Ta Bà, tùy duyên hóa độ, siêu sanh về cảnh giới an lành.